Mặt nạ ông Joe Biden đắt khách tại Nhật Bản. Người dân mất nhà sau mưa bão. Đường sắt còn hơn 140.000 vé tàu Tết Bắc Nam. Dạy trẻ con trộm cắp, hành vi cần lên án. Kính chào quý vị đang đến với Việt Nam Top News, chương trình tin tức Việt Nam và thế giới cập nhật nóng nhất trong ngày. Sau đây là những thông tin đáng chú ý được cập nhật trong chương trình 18:30 tối nay, thứ Hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Chương trình xin bắt đầu với những tin tức quốc tế. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, thì việc giữ thái độ tích cực phòng chống dịch là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức một màn trình diễn bằng máy bay không người lái trên bầu trời đêm Seoul nhằm khích lệ tinh thần người dân. 315 máy bay không người lái đã tạo thành các hình thù đa sắc với các chủ đề như virus SARS-CoV-2, người dân đeo khẩu trang và các chính sách mới của chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Không ít người đến công viên để thưởng thức buổi trình diễn, chiến dịch tích cực của Hàn Quốc nhằm kiểm soát dịch bệnh bùng phát đã nhận được sự khen ngợi từ quốc tế, đồng thời giúp quốc gia này cách ly nền kinh tế khỏi các tác động tồi tệ của cuộc khủng hoảng và tránh khỏi tình trạng phong tỏa. Thưa quý vị, có thể thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 kịch tính nhất bởi nó diễn ra trong bối cảnh chưa từng có trong lịch sử với một loạt diễn biến khó lường. Và các sản phẩm ăn theo tên tuổi của hai ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng cũng đắt khách, như là sản phẩm mặt nạ ông Joe Biden chẳng hạn. Ogawa Studios, xưởng sản xuất mặt nạ nhỏ ở phía bắc thủ đô Tokyo, bắt đầu làm mặt nạ ông Joe Biden từ hồi đầu năm và riêng trong tháng 10 đã bán được 1.000 chiếc với giá gần $23 một chiếc. Xưởng này cho biết mặt nạ các chính trị gia rất ăn khách tại Nhật Bản. Ogawa Studios từng ngập đơn đặt hàng mặt nạ Tổng thống Trump trước khi ông nhậm chức Tổng thống năm 2017. Nhưng hiện nhu cầu về mặt nạ ông Joe Biden còn cao hơn. Việc khắc họa gương mặt như đang hét lên của Tổng thống Trump dễ dàng hơn so với gương mặt hòa nhã của ông Biden. Xưởng đặt mục tiêu từ nay tới cuối năm sản xuất thêm 2.000 chiếc mặt nạ cho Biden. Trong khi dịch COVID-19 vẫn hoành hành, rất có thể mùa Giáng sinh năm nay, trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới sẽ không được gặp trực tiếp ông già Noel để nói lên nguyện vọng, mơ ước của mình. Nhằm giúp trẻ em có một Giáng sinh an lành và trọn vẹn, một công ty giải trí ở London đã tạo ra một ứng dụng trực tuyến giúp việc gặp gỡ ông già Noel trở nên dễ dàng hơn. Trong không khí tất bật chuẩn bị cho lễ Giáng sinh ở nhiều nơi trên thế giới, Bộ Vui Vẻ, một công ty chuyên đào tạo ông già Noel hơn 25 năm qua, đã tạo ra Satang Hàn Quốc, một ứng dụng mang đến cơ hội và trải nghiệm gặp ông già Noel trực tuyến mỗi ngày cho trẻ em. Bộ Vui Vẻ đã bận rộn chuẩn bị những khóa học huấn luyện các ông già Noel về kỹ năng dùng kỹ thuật số mới và yêu cầu họ thực hành gọi điện video. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều này, nó khá thú vị. Có một số thông tin không chính thức rằng lễ Giáng sinh này sẽ bị hủy bỏ. Nhưng tôi cảm thấy rất lạc quan với những gì sắp diễn ra, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục. Được biết, chi phí để tham gia các hoạt động mừng Giáng sinh kéo dài 32 ngày và gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với ông già Noel có mức phí gần $40. Thưa quý vị, xe điện giờ không còn xa lạ, nhưng xe điện được làm từ rác thải tái chế lại là một chuyện khác. Một nhóm chuyên gia Hà Lan đang nghiên cứu, phát triển, cho ra một mẫu xe điện thể thao mang tên Luna được tạo ra từ những rác thải nhựa ở đại dương. Ý tưởng của các chuyên gia Đại học Eindhoven là tạo ra mẫu ô tô dùng nhiều nhất có thể những rác thải từ nhựa PET, vốn là chất liệu được dùng để làm chai lọ hay những dòng sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Các lớp nhựa PET sẽ được ép để tạo thành bộ khung xe và bọc bên ngoài chất liệu được tạo ra từ sợi cây gai. Lớp vỏ xe còn được tạo ra từ nhựa PP kết hợp cùng với chất phụ gia lấy từ những loại rác thải sinh hoạt. Khung sau và trước cũng được làm từ nhôm tái chế. Chiếc Luca độc đáo này có công suất 15 kW với 2 động cơ cùng 6 gói pin. Xin được chuyển đến thông tin trong nước. Thưa quý vị, liên tiếp những cơn bão lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Bình Định, ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó có hàng trăm căn nhà bị sập hoàn toàn và hư hỏng nặng. Hầu hết trong số này đều là người nghèo, nên họ gần như bất lực trong việc dựng lại nơi trú ngụ, phải ở nhờ nhà người thân hoặc che tạm lều bạt để sống trong thấp thỏm lo âu khi mưa bão về. Từ sau cơn bão số 9 đến nay, chị Hạnh, 40 tuổi, ở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn và ba con trai phải che căn lều ở tạm cạnh chuồng heo cũ. Gia cảnh khó khăn, chồng chị bệnh hiểm nghèo mất sớm. Ngoài 4 sào ruộng, chị Hạnh còn nhận gia công ghế nhựa giả mây, mỗi tháng được khoảng 2 triệu đồng. Vì vậy, để xây lại căn nhà cấp 4 tốn khoảng 100 triệu đồng là số tiền quá lớn. Bây giờ còn điều kiện mà cắt được căn nhà thì cũng nhờ sự hỗ trợ của nhà nước hay ngoại ngoại của hai bên thì hỗ trợ được tới đâu thì em xin cắt tới đó, thì em cũng chưa có dự định cắt ra sao hay nhiều hay ta nhá gì hết.
huyện Tuy Phước, Bình Định có 55 nhà bị sập hoàn toàn và hư hỏng nặng do mưa bão, trong đó có 9 hộ nghèo, 46 gia đình thuộc diện hộ cận nghèo và đặc biệt khó khăn. Do đó, người dân ở đây gần như bất lực trong việc xây dựng lại nhà mới để có nơi trú ngụ an toàn. Thưa quý vị, trước bão lũ, người dân cần lắm những mái nhà kiên cố. Như tại Thừa Thiên Huế, các trận bão lớn và lũ dữ từ tháng 9 năm 2020 đến nay đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với người dân ở đây. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân địa phương đã an toàn vượt qua thiên tai khắc nghiệt nhờ các công trình nhà ở phòng chống lụt bão. Không còn phải nơm nớp lo lắng chạy trốn bão như mọi năm. Năm nay, người phụ nữ neo đơn Phan Thị Hạnh, chú xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ cần sắp xếp đồ đạc lên cao trong ngôi nhà mới để phòng nước lũ. Nhà trước gia đình tôi là khổ lắm, lụt lậu là coi như lúc đào nữa rồi. Mà chờ mới lùm cái nhà cô này thì cũng đỡ. Ngôi nhà mới của bà Hạnh được xây dựng theo chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng chống lụt bão của chính phủ và dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu. Căn nhà đảm bảo các tiêu chí ba cứng, nền cứng, khung cứng, mái cứng với móng trụ bê tông cốt thép và sàn vượt lũ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hơn 2.200 ngôi nhà phòng chống lụt bão được xây dựng. Đây là những chiếc phao cứu sinh giúp các hộ nghèo neo đơn sống trong vùng trũng thấp vượt qua thiên tai. Liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, thưa quý vị, trong 11 tháng của năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nồng độ cồn gần 156.500 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2019, số vi phạm bị xử phạt tăng hơn 5.000 trường hợp, tương đương 3,2%. Cũng trong tháng 11 qua, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc mở nhiều cao điểm kiểm tra, kiểm soát phương tiện cũng như xử phạt các lỗi, hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và tai nạn giao thông, trong đó có lái xe sử dụng ma túy, rượu bia. Từ nay đến cuối năm, cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện và xử phạt các vi phạm, đồng thời phân luồng chống ùn tắc giao thông. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sau hơn một tháng mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021, tuyến đường sắt Bắc Nam hiện còn khoảng 140.000 chỗ. Vì vậy, hành khách vẫn còn nhiều cơ hội mua vé tàu Tết, kể cả ngày cao điểm. Giai đoạn trước Tết, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021, tức từ ngày 21 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý, còn khoảng 54.000 chỗ trên các tàu số chẵn, vé có ga đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa, ga đi từ Nha Trang đến Hà Nội. Giai đoạn sau Tết, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2021, tức từ ngày 1 đến ngày 12 tháng Giêng năm Tân Sửu, còn khoảng 88.000 chỗ trên các tàu số lẻ, vé có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang, ga đi từ Biên Hòa đến Sài Gòn. Trong đó, số chỗ còn trên các đoàn tàu đến một số ga như sau. Từ Sài Gòn, Biên Hòa đi Nha Trang còn khoảng 3.400 chỗ. Từ Sài Gòn, Biên Hòa đi Quảng Ngãi còn 1.200 chỗ. Từ Sài Gòn, Biên Hòa đi Đà Nẵng còn khoảng 3.000 chỗ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh các vụ trộm cắp tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh do trẻ em thực hiện. Với sự dàn dựng, chỉ đạo của người lớn, chính là phụ huynh, người thân của các em nhỏ. Những vụ việc này đã gây bức xúc trong dư luận. Mẹ chở con nuôi 9 tuổi đến quán nước ven đường Lê Văn Sĩ, quận 3 vừa mua nước nhưng chính là chỉ đạo đứa trẻ lén trộm túi tiền và thẻ cào điện thoại của chủ quán nước. Còn người đàn ông này chở theo đứa bé gần 4 tuổi ghé quán bán dừa bên đường Bình Tiên, quận 6 vừa hỏi mua dừa, kéo thời gian để người bán không để ý, trong khi gã xúi bé trai trộm điện thoại của cửa tiệm. Mình rất là bực bội như trong những clip như vậy thì tôi cũng không hiểu nổi được là cái tương lai thì các bé sẽ trở thành người như thế nào. Những đoạn clip được camera an ninh ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội trong vài tháng trở lại đây khiến dư luận bức xúc. Nhiều phụ huynh cho rằng đây là việc làm đáng lên án, bởi những hành vi này sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách của trẻ. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm, thậm chí là xử lý hình sự để răn đe, ngăn chặn. Kính thưa quý vị, câu chuyện về hành vi xấu, đáng lên án vừa rồi cũng đã khép lại Việt Nam Top News 18h30 hôm nay. Quý vị hãy đón xem để cùng cập nhật những thông tin nóng nhất của Việt Nam Top News vào lúc 12h30 và 18h30 mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!